Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 1813 ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc dự báo nhu cầu điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo cung ứng điện năm 2022 và các năm tiếp theo. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, tin cậy cho mọi mặt sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân trong năm 2022 và các năm tiếp theo, đặc biệt là vào các dịp lễ Tết và mùa khô, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ cần thực hiện đánh giá và dự báo nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, tiêu dùng, sinh hoạt năm 2022 và nhu cầu tăng các năm tiếp theo đến năm 2025 của địa phương, bộ ngành phụ trách, gửi Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 để tổng hợp xây dựng phương án đảm bảo cung ứng điện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo cung ứng điện an toàn và tin cậy, tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo chỉ thị số 20 ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động trong công tác dự báo nhu cầu điện, theo dõi sát diễn biến nhu cầu điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo để xây dựng kế hoạch vận hành tối ưu, đúng quy định. Thực hiện công tác vận hành hệ thống điện quốc gia, đảm bảo an toàn, tin cậy và hiệu quả. Kịp thời báo cáo Bộ Công Thương xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền